Rồi, ngồi xuống đi em. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Bây giờ hai bạn về vị trí của mình rồi ha. Bây giờ sẽ giới thiệu lớn lên để cho người bạn bên kia có thể nghe rõ những thông tin của mình. Em trai giới thiệu trước. Anh tên Phan Hữu Nhân. Anh 30 tuổi. Hiện tại anh đang làm việc công ty Quang Phương bên ngành nâng cấp xe máy. Quê ở Quảng Ngãi nhưng mà sinh trưởng ở đây. À, giờ đang sống với ai? Đang sống với chị em. Cha mẹ thì mất hết, nhà có hai chị em thôi. À, là giờ sống với chị. Dạ. Chị có chồng chưa? Chị có chồng và có một đứa con. Rồi. Em mai mốt là lấy vợ rồi ra riêng hay là ở với chị luôn? Ở chung. Nhưng mà không sát bên có nhà chị hai bà đó ở. Rồi còn cái nhà mà đang ở là nhà của ai? Nhà của mẹ. À, là ba mẹ để lại. Mẹ để lại chứ ba thì không có. Ba thì có đường 12 mà ba mình bên nội bán hết rồi. À, còn nhà đó của mẹ để lại. Dạ. Nói gõ cái thật mẹ. Thà dễ sợ luôn, nhà bự không? Nhà nằm đường nhà, nào? Nhà nhỏ nằm ở bây giờ nó đổi thành Dương Bạch Mai rồi. Đối diện ủy ban quận 8 luôn. Rất là thiệt tình. Là bộ hỏi vậy thôi mà khai nhân khẩu là hỏi ra hết trơn hết trọi luôn. Thiệt tình là một điểm cộng nha. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh bên kia. Em tên là Nguyễn Kim Cương. Em sinh năm 91. Em làm việc và sinh sống tại Hóc Môn luôn. Quê ngoại em ở Kiên Giang nhưng mà gia đình em là lên đây lâu lắm rồi. Hiện tại công việc của em là quản lý mầm non. Là gần như là chủ nhóm luôn á. Là không có dạy, mình chỉ quản lý sổ sách trường ốc thôi. Dạ đúng rồi. Nằm ở Hóc Môn luôn. Dạ. Còn em là làm việc ở quận mấy? Dạ hiện tại em làm việc ở quận 5. Rồi ở dạ. Nguyễn Như Dương, quận 5. Quận 5 biết Hóc Môn không? Dạ biết. Nhưng mà hẹn hò hơi xa, chạy xuống cả tiếng á. Quận 5 mà chạy về Hóc Môn gần cả tiếng á. Là nếu hai đứa hợp thì xa cỡ nào em cũng đi cũng được. Long An em cũng đi được, nó chưa có Hóc Môn. Rồi ok. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Nói chung là cơm nước gia đình là em lo được hết. Rồi khả năng nói chuyện của em cũng không đến nỗi. Nói chung em hòa đồng vui vẻ. Em đang sống với ai? Ba mẹ? Dạ, gia đình em luôn. Dạ. Ừ. Rồi nhà đông anh chị em không? Có mẹ thôi, ba em mất lâu rồi. Ừ. Có 6 anh chị em nhưng mà trời, dữ vậy. Ba người có gia đình rồi. Ừ. Còn mẹ với lại anh kế em với em với mà một thằng em Út thì nó đang du học tại Nhật rồi. Có ý định bắt rễ không? Rồi để làm dâu được không? À, em cũng quên là em có một đứa con nữa. À vậy hả? Dạ. Rồi chút xíu mình sẽ nói vô lên nói luôn nha. Không, ý là em đang nói nhân khẩu cho nói nhân khẩu luôn đi. Dạ. Rồi giờ cái tình duyên em sao? Em là mẹ đơn thân. Con em năm nay hơn 5 tuổi rồi. Con hơn 5 dạ, tuổi. Con trai. Con trai. Giờ đang ở với mẹ. Dạ, ở với mẹ với lại ngoại luôn. Rồi ba nó đâu rồi? Từ lúc mà em có em bé á, đến lúc mà nói cho gia đình hai bên biết á, để lo chuyện cưới sinh á, thì lúc đó em cứ nghĩ là có bầu là phải cưới. Nhưng mà mẹ em nói là thôi bây giờ hai đứa quen nhau không có được bao lâu hết. À, bây giờ lỡ rồi thôi cứ để sanh em bé ra đi. Xem như thế nào rồi đã rồi mình cưới cũng không có muộn. Đúng là trong quá trình mà em sanh con này kia đó, thì thấy cái anh đó không có trách nhiệm. Từ cái lúc em sinh cho tới bây giờ là cũng không có lên thăm. À, dạ. Lo anh không nhìn con luôn. Có lúc mà thằng bé nó được một tuổi thì có lên thăm mà từ đó đến nay là không lên nữa. Em nhận thấy rằng là không có trách nhiệm đối với con em rồi. Em thì em không quan trọng, em tự lo cho mình được. Mà nếu mà đối với con em không được rồi thì là em dứt luôn. Ừ. Em không quan như tâm. Vậy là cũng chưa có làm giấy tờ, không dạ, muốn chưa gì hết. Dạ. À, giấy tờ là coi như là vẫn là còn độc thân nhưng dạ, mà có làm bà mẹ đơn thân. Dạ đúng rồi. Rồi. Cũng thằng nhỏ cũng 5 năm rồi vậy dạ. Thì 5 năm nay rồi có ai đeo đuổi hay có mối tình nào khác nữa không? Nghe hoàn cảnh thì mấy đầu người ta cũng không có dè chừng lắm chị, nhưng mà về sau ví dụ như thì người ta về người ta cũng phải suy nghĩ rằng cổ có con rồi, để mốt rồi con cổ rồi này kia. Em nghĩ là người ta gặp em xong sau đó là nói rõ với em là giống khó. Như là cản trở, đúng không? Có một đứa con là cản trở. Ừ, rồi thôi tạm thời trước hiểu như đó trước đi. Dạ. Cảm xúc của em như thế nào khi nghe câu chuyện của người bạn gái này mới em kể? Thấy cũng tội lắm. Dạ, tại không có trách nhiệm. Hai đứa giận nhau thiệt, nhưng mà con thì con cái thì vô tội. Mình phải có trách nhiệm chút xíu trong đó. Ừ. Theo em là không, anh ấy rất là sai. Ừ. Dạ. Nhưng mà em có, ví dụ giờ em có vợ mà vợ đã có con riêng trước rồi thì em có ngại không? Em không ngại. Quan trọng là người đó thông cảm mà hiểu em thôi. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ, em sinh năm 89. 89 là lớn hơn cô này 2 tuổi, em 91 phải không? Dạ. Rồi, giờ chị hỏi thiệt là công việc em ổn định chưa? Dạ, ổn định rồi chị. Rồi, có để dành dụm tiền để kết hôn, để lấy vợ chưa? Dạ, cũng chút xíu. Lấy vợ mà cô con của còn nhỏ, chắc chắn là cô ở với em là cô sẽ đem con cô theo. Thì dạ. Em có ngại không? Dạ, không ngại chị. Rồi, rước hai mẹ con về nhà ở luôn phải không? Dạ. Rồi, được. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh em là không hút, ăn nhậu thì chút xíu. Nhưng mà không nếu mà người yêu gọi điện thì em chắc em hẹn lần sau. Chứ à, ăn nhậu, em quan điểm em là bạn bè.
không quan trọng bằng gia đình. Có nghĩa mình chưa có gia đình thì mình đi với bạn bè, còn khi đã có gia đình mà vợ gọi là mình phải, bồ gọi là mình phải đứng lên, phải không? Dạ. Hẹn bữa nay có việc rồi, có công hát cải lương nữa. Rồi còn khuyết điểm? Khuyết điểm em không ngủ, em không nằm mơ, mà em không chuyên gia dược trỏ. Chuyên gia dược trỏ hả? Chuyên gia dược trỏ hả? Đó coi. Đôi, ít lắm. Mới nói chuyên gia dược trỏ bây giờ là ít lắm. Dạ, đôi khi em nằm mơ mà ác mộng quá em mới bị vậy thôi. À. Còn không thì em ngủ không có, em chỉ có khuyết điểm là ôm cứ ngắt thôi. Ôm ai cứ ngắt? Nói chung là hồi nhỏ em cứ lớn cũng vậy nữa. Em ôm, em nằm cứ ôm, em ôm cứ ngắt á, hoặc là em không đá cứ ôm xuống á. Một là ôm cứ ôm cứ ngắt, mà hai là đá cứ ôm xuống. Dạ. Rồi mốt ngủ với vợ cũng vậy, một là ôm cứ ngắt, còn hai là giật chỏ đá xuống. Sợ chứ chị, chứ đâu phải vậy. Hồi xưa giờ em giật chỏ mấy người rồi? Anh nói hồi nhỏ thôi. À. Dạ. Rồi bây giờ là trải qua mấy mối tình rồi? Có một mối tình chị, quen được năm chia tay. Lý do tại sao chia tay? Em với bạn ấy không có hợp. Không hợp chỗ nào? Vì lúc nóng lúc nguội em cũng khó biết lắm. Lại đi chơi không có vui vẻ lắm, với em không có cảm giác. Không có cảm giác mà quen tới 1 năm. Rồi ai chia tay? Vậy cô ấy chia tay. Lại cô ấy nói cũng quen tùm lum la à. Cũng khó. Em thích điều đó lắm. Em không thích. Ừ. Quen một người thôi, đừng quen tùm lum la. Ừ. Rồi chia tay luôn, có một mối tình duy nhất đó thôi. Dạ. Rồi em mong muốn tìm một cái người chồng tương lai là người như thế nào? Dạ, trước tiên là phải yêu thương con em đã. Ừ. Sau đó là tôn trọng, tin tưởng rõ ràng. Ví dụ như là em có một mối quan hệ nào đó là em chỉ có tập trung vô một mối đó thôi. Ừ. Rồi đó, anh này anh cũng mới chia sẻ đó. Bạn gái trước mà tùm quen lum la là anh không thích. Nào một người một phải chung thủy. Em có phải là người chung thủy không? Dạ, có chị. Ừ. Rồi vậy em còn có tiêu chí gì, yêu cầu gì cho cái người bạn trai của mình nữa không? Dạ, thì nói chung là công việc là phải ổn định để còn lo được cho mình, rồi sau này mình đúng có gia rồi. Đình rồi vợ con nữa. Cái thứ hai đó là phải có chứng kiến chị, chứ đừng gió chiều nào theo chị. Đó, nói chung với em là cái nhìn đầu tiên nó sẽ quan trọng, có thiện cảm là sẽ có những lần tiếp theo. Phụ nữ cũng khó, cũng có chuẩn ha, nhiều khi mình cũng nhìn bằng cảm xúc. Dạ đúng rồi. Nó như thế nào? Cái công việc của em cụ thể nãy em nói gì, nâng cấp Honda gì đó là nâng cấp sao? Xe máy. Xe máy là ví dụ cụ thể là em làm gì? Là một phục lên hai phục với nâng sơn xe chị. À, mà là làm cho công ty. Dạ, 8 giờ tới 6 giờ chiều về. Em làm công việc có lâu chưa? Làm được 4 năm chị. Rồi lương ổn định không? Đủ sống không? Dạ, ổn định chị. Ngoài ra có thu nhập gì thêm không, hay là chỉ là lương căn bản thôi? Ngủ đêm chị. Thì giờ chưa có ai thì em ngủ đêm cho công ty thôi. À, dạ. Ngủ đêm là có thêm lương. Dạ. Rồi em muốn tìm một người bạn gái, một người vợ tương lai như thế nào? Dạ, em muốn tìm là người đó thông cảm, hiểu cho em, vui buồn phải chia sẻ cho em biết. Dạ. Mà bình thường bây giờ chị hỏi thiệt là ăn dạ. uống là ai lo cho em ăn uống? Ăn uống thì em lo, chứ chị hai em chỉ nấu, bà nấu sao ăn vậy thôi. Có nghĩa là chị nấu cho em ăn luôn chứ gì? Dạ. Trời ơi, thấy bộ vẻ thiếu ăn quá này nè. Tại em kén ăn lắm. Kén ăn hả? Kén dạ. ăn là kén sao? Trời ơi, phải ăn cho nhiều vô cho mập mạp xíu cho có sức khỏe chứ. Phải có người hối thúc mới ăn nữa chị. Mà có khỏe không? Bình thường khỏe chị. Còn dạ. những cái gì của phụ nữ mà em ghét? Ghét nhất là ngoại tình chị, với cờ bạc. Ngoại tình với cờ bạc dạ. Trời ơi, có ngoại tình cờ bạc không em? Không. Nghe thấy ghê quá, phụ nữ ngoại tình với cờ bạc. Rồi em có đem hình theo không em? Dạ có. Coi coi. Rồi kiếm đi. Có anh ấy ở trọng á. Đó. Có cô trọng á. Trời, cô nào cũng đẹp hết trơn, khó lựa quá. Dạ, chắc là cái anh này. Đâu, cô anh nào? Dạ chắc cái anh này. Sao em chọn anh đó? Thì nãy nói ảnh nó anh hơi ốm, em nghĩ anh này ốm. Đâu là ờ, tôi không biết luôn á. Thôi để lát hồi hỏi ảnh đi. Nhìn hình lạ quá. Đây, chọn ai? Áo trắng chị. Áo trắng. Lý do tại sao chọn cô áo trắng? Trẻ hơn chị. Trẻ hơn. Đứng kiểu chơi hai cái đũa kiểu quá chị. Hai cái đũa kiểu hả? À là thích cái gì? Ấn tượng không? Không biết là đúng hay không. Rồi, muốn đúng hay không? Mời các bạn nhìn vào cánh cửa trái tim. Xin mời hai bạn. Rồi, giờ sao? Đúng hay sai? Sai rồi chị ơi. Sai rồi chị ơi. Còn bên kia sao? Đâu hỏi ảnh coi cái tấm hình ảnh coi, chị cũng không biết phải ảnh không nữa. Em chọn tấm này. Hình như sai luôn đúng không? Sai luôn. Nhưng tấm này mới đúng. Đúng rồi, bởi chị cũng thấy lạ sai rồi. Nhưng mà... Rồi, bây giờ sao bị phạt? Em cũng bị phạt nữa đó, bởi vậy hai người trao đổi hình phạt với nhau đi nè. Thì thôi, cùng sai thì cùng sửa chứ không cần phạt. Nhưng mà chị thấy em với ảnh là cũng tương xứng với nhau đó. Trời ơi, về rồi ráng nuôi nhau cho nó mập lên chứ thế. Năm cái hít đất liền, thể hiện sức mạnh. Có thể lo được cho mẹ con người ta chứ. Trời ơi, đó. Một, hai, rồi hít sâu dữ ha. Ba, ập mặt xuống dưới luôn nè. Bốn, năm, rồi
Rồi bây giờ Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút để đôi trẻ trò chuyện với nhau cho kỹ hơn. Em nhờ chị Tường, chị Tường lấy giùm em. Lấy cái gì? Bó hoa. Hoa ở đâu? Hoa ở ngoài chị. Trời, sao nãy vô không đem vô luôn? Tại không shipper nó mới đem lại. Trời ơi, rồi shipper đem hoa vô đây. Tặng cho em á. Tặng cho em bó hoa đẹp quá. Cho anh tối qua 10 giờ em mới đi mua được. Rồi, cảm ơn đây em. Cái cuốn sách này anh có thời gian anh nhớ đọc nha. Em cũng mong rằng là một là anh có thể tìm thấy mảnh ghép của anh là em hoặc là một người khác, ai cũng được nha. Rồi, cảm ơn em. Ơi, mảnh ghép ai cũng được. Tìm mảnh ghép thiếu. Rồi, hy vọng mảnh ghép thiếu hôm nay là cô ấy ha. Dạ. Rồi bây giờ có hoa có quà đầy đủ hết rồi. Bây giờ mình ăn cho no cái bụng đi. Hai bạn ốm quá. Ăn cho nhiệt tình vô rồi mình vừa ăn vừa tâm sự nhau. Bây giờ tôi mời hai bạn thưởng thức một món ăn cũng rất là đặc biệt của nhà hàng Maria Sài Gòn. Đây là món nghêu Pháp nha quý vị nha. Đây là một cái món ăn mang phong cách châu Âu với vị ngọt từ thịt nghêu và các cái vị béo ngậy từ bơ, sữa. Ăn là vô mọc đó, hình như nhà hàng biết lựa món ăn cho tụi em luôn, nó có bơ sữa luôn đó. Rồi vừa ăn vừa tự tin tâm sự chút xíu, tự quay lại nha. Đó. Anh gấp cho em cho. Dạ. Được rồi anh ơi. Dạ, cảm ơn. Được rồi, được rồi. Đấy. Rồi. Rồi, anh cũng ăn đi. Rồi, em ăn ngon. Anh có muốn hỏi gì về em không? Tại gặp mặt lần đầu không thấy chưa quen hơn thì nói ít. Chứ quen là anh cũng nói nhiều lắm. Nói nhẹ nhất đầu quá. Thì chương trình cũng có thời lượng thì giờ anh hỏi đi. Em là cô giáo mầm non. Trước đây thôi, còn hiện tại em làm quản lý. Không có dạy nữa. Đó là lên chức rồi. Mới thôi cũng gần một năm mà. Năm rồi. Cũng chưa biết nữa. Em không thích thích gì nhất nguồn chai. Em hả? Nói chung là cũng không có đặt ra cái tiêu chí gì cao hết. Nói chung là cái thiện cảm từ lúc đầu thôi. Nếu mà có thiện cảm thì sẽ có những lần thứ hai, thứ ba, thứ tư gặp mặt đó. Em không có nói trước. Anh thì không khuyết điểm anh rất nhiều. Nhưng nói chung là ai cũng có khuyết điểm hết. Đúng rồi. Mình chỉ là chia sẻ cho nhau thôi để mình sửa cái khuyết điểm đó. Chia sẻ nhưng mà anh phải giảm bớt nha. Chứ anh chia sẻ cho người ta gắn giùm anh là không được. Đúng không? Đúng rồi. Hả? Rồi công việc của anh là làm từ thứ hai cho tới thứ. Không, em là có công ty của anh, nó làm suốt luôn. Là chủ nhật cũng làm? Chủ nhật làm luôn. Nhưng mà muốn nghỉ là phải hỏi anh em có nghỉ trùng không? Cái xe tour được mà đúng không? Không báo trước. Dạ. Còn em nghỉ dễ không? Dạ em cứ có lịch thì em nghỉ thôi. Có lịch em nghỉ thôi. Ăn chưa? Ăn nghêu sữa trứng rồi bơ ăn vô. Mời dạ anh ăn đi, chứ tự nhiên đi. Nó mập. Em sẽ không có ăn rồi thì... Bạn này chưa có gia đình. Dạ. Đôi lúc gì đàn ông nữa dễ dãi. Em là phụ nữ rồi đã gãy đổ rồi luôn rồi. Dạ. Quan điểm về cái tình yêu để tiến tới hôn nhân là một cái tình yêu như thế nào? Dạ, trước tiên là phải tôn trọng nhau chị. Nữa là phải biết bao dung nữa. Tại vì cái hoàn cảnh của em là khó lắm. Có gì đâu khó. Bây giờ trời biết bao nhiêu con người mẹ độc thân. Bây giờ đâu còn lạ nữa đâu. Đâu còn hiếm nữa. Bây giờ chuyện này nó bình thường lắm rồi. Mình đừng có nghĩ là mình khó hay gì hết trơn. Mình nghĩ vậy là mình khó thiệt. Mình cứ bình thường, thoải mái, nhẹ nhàng. Bây giờ nhiều phụ nữ, nhiều người mẹ đơn thân lắm. Sao là do suy nghĩ của em? Với là em có nghĩ em là người khó tính không? Dạ có chứ chị. Sau mà một lần mình gãy đổ như vậy, mình khó chịu hơn những cái chuyện. Ví dụ như mới gặp có 2-3 lần mà rủ đi vô mấy cái chỗ mà nhạy cảm là em không thích. Ngày hồi xưa chưa thì mình rủ người ta đi đúng không? Đó mới ra bởi vậy. Bây giờ á, mình bị như vậy rồi, mình hiểu. Mình biết cái nào tốt, cái nào xấu, mình rút kinh nghiệm thôi. Nhưng mà nếu mình có những cái nhìn quá khắt khe hoặc chưa gì mình đã đánh giá người khác, vậy biết đâu lại là tội nghiệp cho cái người đến sau. Đúng không? Tự nhiên ông nào đâu rồi quậy phá vô, tự nhiên giờ cái khó khăn nó dồn lên cái ông tới sau, tội nghiệp ổng. Biết không? Cho nên là mình đôi lúc mình cũng phải là nhẹ nhàng, thoải mái, mình mở lòng mình ra một chút xíu cho người ta cơ hội thì người ta mới tiếp cận được. Bây giờ anh ta chị Tường có mấy cái lá bài ha. Mình sẽ bóc thăm rồi mình đọc lớn là những cái yêu cầu trong này, rồi mình sẽ thể hiện hoặc là mình sẽ làm theo. Chia sẻ cảm giác của bạn nếu vợ chồng của mình say nắng người khác. Rồi. Nếu như vợ chồng của em mà say nắng người khác thì em sẽ cư xử như thế nào? Em phải coi mức độ đó chị, nhiều khi mới say nắng thôi mà cũng đâu có vấn đề gì đâu. Nhưng mà nếu mà em không có phản ứng gì thì em say luôn à?
Đó, mình phải ngấm ngầm theo dõi chứ. Rồi thì đó, em làm gì em xử lý chồng em sao? Em nói thử bây giờ nè, em thấy ảnh thấy gì đi làm 6 giờ về mà tự nhiên ngày nào cũng 8, 9 giờ mới về. Em rình rập, em thấy có tin nhắn trong điện thoại hay là có cái gì đó nó mờ ám. Rồi em theo dõi em thấy là tối 8 giờ ảnh đang ngồi ăn tối với một cô gái khác. Đó, rồi tối đó về em xử trí thì sao? Dạ thì em cũng mới đầu lúc đó em thấy rồi, em đi theo rình em thấy là đang ngồi với một cô khác. Rồi em về nhà em sẽ chờ. Chờ về nhà chờ không nhào vô. Đúng rồi. Mình văn minh mà chị, đâu có làm ông sầm được. Rồi. Rồi khi nào mà ảnh về thì em thẳng thắn nói chuyện. Nói sao? Thì em nói rằng là cái nhà kế bên hai chồng mới đánh nhau. Ảnh thấy ảnh cũng hỏi vì sao, kêu là cô vợ bắt thấy chồng của cô ấy ngoại tình. Trời ơi. Đó, em chỉ nói vậy thôi. Em kể anh nghe vậy để anh biết nhà người ta như vậy rồi, còn nhà mình là mình phải tự biết giữ gìn. Coi như là mình hăm dọa trước. Dạ đúng rồi. Chứ mình coi thái độ của ảnh. Ông sầm nên làm gì? Rồi thí dụ như em là ông chồng, lúc đó cô vợ cô nói như vậy rồi thì em trả lời, em có giật mình không, nhột nhột không? Giật mình chị, sợ thấy mình sợ lắm chị, năn nỉ á. Ủa vậy năn nỉ là mình tự thú hả? Thí dụ mà nếu mà mình năn nỉ là không thì mình phải chịu thôi. Giờ mời món ăn cho người ta, đút cho người ta ăn thì người ta bắt mình thôi. Người ta không nói, người ta nói khéo là mình sợ. Nhưng mà mình trong lòng mình đâu có vụ đó. Không có, đi ngồi ăn, đi hẹn hò với cô khác đi ăn mà không có. Thì bạn bè hẹn ăn cứ chuyện bình thường thôi. Trời ơi, bạn bè ăn mà rinh rinh đập đập. Thôi để tôi coi. Cũng sợ đó chị. Mày mốt xảy ra tình trạng đó coi xử trí như sao nha. Rồi bóc đi. Đập lớn lên chị nghe coi. Hai bạn sắp có một đứa con đầu lòng. Hai bạn sẽ chuẩn bị những gì để chào đón bé, hãy tưởng tượng. Rồi, đó, đây chưa có con là tưởng tượng thử coi. Bây giờ nếu trường hợp hai bạn quen nhau một năm, lấy nhau. Dạ. Rồi, vợ bạn bắt đầu có chuẩn bị có đứa con đầu lòng, bạn sẽ chuẩn bị những gì? Nhất á, là không chuẩn bị là tiền cho bác sĩ á. Thứ hai nữa, tả với tả cho em bé với quần áo á. Rồi. Cho mặt á. Đó, thứ ba nữa là không là phải hỏi vợ ăn gì để bồi dưỡng. À được vậy thôi á. Tiền cho bác sĩ, tả sữa, quần áo. Dạ. Rồi vợ ăn gì. Dạ. Sao hay vậy, đang tính chuyện của con không có lòi vô vợ ăn gì trong này nữa. Tại không vợ ăn là mổ hoặc đẻ ước là mất sức. À. Phải bồi dưỡng. Quá tâm lý luôn, tôi nhìn tôi thấy ông khờ, tôi tưởng nó ổng ấy nhưng mà rất sâu sắc nha. Câu hỏi là chỉ hỏi cho con thôi mà còn trả lời mẹ vô, không có mẹ làm sao có con, đúng không em? Dạ. Được, tôi thấy cặp này tôi chịu đó. Rồi bây giờ nè, cho em một cơ hội để thể hiện bản thân nè. Trước khi đưa ra cái quyết định có bấm nút hay không. Cô này cũng khó tính lắm nha. Bây giờ em tiến qua đây, em nói với cổ vài lời, em muốn nói gì em nói. Sao mà em thuyết phục được cổ? Bây giờ trước tiên là em thích cổ không? Dạ cũng thích, nhưng mà lần đầu chắc em không thật nhát nhát á. Em nhát phải không? Đó, bây giờ chị tạo cơ hội cho em đi qua bên đây. Tự tin lên, ráng qua thể hiện coi, nãy hít đất đồ nó mình cũng mạnh dạn lên. Muốn nói gì đó mình thuyết phục cổ coi. Em cho anh cơ hội gặp nhau để mình hiểu nhau nhiều hơn nữa. Anh thì không, lúc đầu thì anh nhát lắm. Sau quen rồi anh không hết nhát. Hết nhát, mà hết nhát là sao dẫn em đi coi phim thôi. Mà coi phim thì anh thích nhất là coi phim kinh dị, phim coi hài. Nhưng là không có dẫn vô mấy cái chỗ gì mà bậy bạ phải không? Không. Coi phim kinh dị ma thì anh coi. Có gì nữa? Em có thích kinh dị ma không? Dạ thích. Rồi hẹn hò ở đâu? Hẹn hò thì ổng nếu mà em không có thời gian á là ổng gần chỗ em thì anh sẽ qua em. Hẹn em công viên hoặc đi vô mấy chỗ quán phim hóc môn đó để coi. Gì hóc môn? Hóc môn là ở đâu? Hóc môn chỗ em mà. Còn chỗ bạn gái nếu mà bạn không có thời gian. À. Còn nếu mà em có thời gian thì anh dẫn em ở quận 3 hoặc quận 6 có nhiều chỗ phim lắm, gặp lớn lắm. Đó. Một câu chốt lại. Em cho nắm tay đi, xin phép. Em xin cho anh xin phép cho anh nắm tay em làm quen. Dạ. Rồi nắm rồi giờ mới nói một câu một thôi. Hôm nay gặp em thì anh cảm thấy như thế nào, hay là em là người như thế nào mình nhận xét? Hôm nay anh cảm thấy em dễ thương, hiền lành. Nhưng mà anh thì chưa tiếp xúc nhiều thì anh chưa hiểu rõ về em. Em cũng vậy đúng không? Dạ. Rồi. Dạ thì rồi. Sao? Dạ. Thì sao? Thì chúng mình cho nhau cơ hội để quen nhau. Tự nhiên nói câu đầu không bỏ làm sao vậy trời. Dạ. Rồi được rồi, cảm ơn hai bạn. Mời hai bạn đặt tay lên nút bấm này, nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì phải nhấn mạnh nha. Còn nếu mà không đồng ý thì chúng ta lấy tay ra. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Rồi, hết thời gian.
Sao em gái không nhớ? Dạ, nói chung là lúc anh nắm tay em là em không có cảm giác gì hết. Ủa, nếu anh không có nắm tay thì có nhấn không? Chắc chắn chị sẽ kêu anh nắm tay, em biết mà. Hay quá, chị đâu có kêu, tại dưới mới quay phim mới kêu, chị không hề kêu. Cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Buồn, buồn chị. Buồn chị dạ. Ha. Thôi thì giờ chị cũng đâu biết nói sao, chị Tường cũng cố hết sức nói giúp vô cho em rồi, em thấy không? Dạ. Nhưng mà này là cái nhân duyên của các bạn, mình cũng phải tôn trọng, nhiều người ta chưa có rung động thì mình cũng đâu biết sao đâu. Thôi biết đâu giờ mình làm bạn đi, mình ra ngoài tìm hiểu thêm đi coi sao ha. Dạ. Rồi, mời hai bạn đứng lên. Sản xuất. Có các bạn sản xuất thôi, nói chung trong ekip của chương trình mình thôi ha. Có một mình bạn casting á, mình sẽ casting từng người. Cho nên là bạn đầu tiên bây giờ mời bạn giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình giùm ha. Mình tên Nguyên, quê quán ở Sài Gòn, sinh ra lớn lên ở Sài Gòn. Nhà trước giờ chưa có quê. Có ba mẹ thì ông bà nội thì có bác. Mà bác năm tư, còn bên ngoại thì hình như là gốc Bạc Liêu, nhưng mà trước giờ chưa về quê Sài Gòn đi. Rồi công việc giờ là đang làm dược sĩ trong bệnh viện, làm khoa cấp cứu lấy hồi sức. Không gì nữa ta, tuổi hôm nay 38 tuổi. Nãy mình hình như tín hiệu nó yếu, là mình tên gì vậy anh? Tên Nguyên. Tên Nguyên là mình đang sống ở đâu ạ? Hiện giờ đang sống ở Mỹ, qua định cư cũng được 20 năm rồi. Là mình có định về Việt Nam không? Hay là mình ở bên đó luôn ạ? Về, nếu mà có cứ chương trình mà có kiểu mà có định về tháng 3 này thăm bà ngoại thì thử đăng ký thử coi, nếu được thì trong khúc đó mình làm luôn. Còn tháng 3 mình tham gia đó. Tháng 3 là đầu tháng 3, còn nếu không được thì chắc bây giờ lại hè. Còn dạ. Nếu được thì đầu tháng 3. Nếu được tháng 3, rồi ok. Rồi bây giờ, vậy mình nói một chút điểm mạnh, điểm yếu. Rồi mình đã từng kết hôn chưa? Mình tự chia sẻ về bản thân giùm cho bên em ha. Ông chưa, chưa giờ kết hôn hết. Hẹn hò thì nhiều. Trải qua cũng 3 cuộc tình lớn. Bạn gái thì chỉ có một người Việt Nam là cách đây 3 năm trước dịch. Còn trước đó thì hẹn hò nhiều loại, như là Hàn Quốc, Mỹ Tráng, tùm lum hết. Nhưng mà 3 cuộc tình lớn, chỉ một trong cuộc tình đó là cuộc tình của người Việt Nam á. Cũng 3 năm. Nói chung là... chia tay cũng giống là mất cảm xúc thôi, chứ không phải là không gì. Ba người mình hẹn hò đều là người tốt hết, mình không có gì. Mình có thể đưa ra những cái lý do được không? Cái lý do sao mà hai người không đến được? Cái người ở tình đầu tiên cũng 4 năm, người là Hàn Quốc, thì nói chung là tính tình hơi cũng là hơi nóng tính, tại vì chắc ăn kim chi nhiều quá. nóng tính. Nói chung là cũng là tốt hết á, nhưng mà nói chung là nóng tính, nó kia cãi lộn nhiều á, nhưng mình không hợp thôi. Người thứ hai thì giống như nói chung là cái đúng là hẹn hò khoảng 1 năm đó, là người đó 1 năm hơn người Mỹ Trắng, nhưng mà giống kiểu mà không có hẹn hò mà tình cảm không có lên á, cứ đều như hoài á. Cũng giống như là mình thấy không có... Nó không lên là do ai? Nhiều khi mình có ở bên đó thì mình chủ động không? Hay là nó cứ... mình không có làm gì cho nó hơi lên thì sao nó lên? Ông thì cũng cũng có... Nhưng mà cũng kiểu mà cái người đó hơi là... Hơi sao ta gọi là... materialistic. Giống như là kiểu mà hơi có một cái... bực chất, không phải hơi sòng phẳng á, nghĩa là đôi khi người Mỹ thì không thì cũng sòng phẳng cũng được, nhưng mà đôi khi nó không có một cái tình cảm kiểu người châu Á, như người Hàn Quốc hơn Việt Nam hay là mấy người châu Á mà nguyên chơi chung á, không khác. Nhưng mà người đó thì nói chung là thứ hai là cũng như cũng hơi cái sở thích khác nhau, người đó giống như kiểu mà hơi khoái trong nhà hơn. Yeah. Mình khoái là ở phía ngoài nhiều hơn, nhưng mình khoái cũng
đi chơi bạn bè cũng giao tiếp này nọ, chứ không phải ở nhà không hay là gì đó. Yeah. Ừ. Rồi ok. Thế bây giờ mình muốn, nhưng mà cái lý do làm sao mà mình phải đăng ký vào chương trình? Nghĩa là mình quen nhiều rồi. Không. Thì là cái đối tượng mình cũng có nhiều chứ đúng không? Không thì nhiều thì mình có hẹn hò, thật ra đó ba cuộc tình chính thôi, còn hẹn hò thì cũng nhiều rồi, cứ ngắn 2-3 tháng, 2-4 tháng không hợp thì tại mình cũng đến tuổi khoảng giữa rồi đó, 30 mấy rồi đó. Vì mình không có kiểu mà cứ dây dưa được, cứ hẹn hò không hợp thì mình cũng cho người ta biết đi, không nói. Còn bên đây em làm nhiều quá, từng làm 60 tiếng rồi, đôi khi không có thời gian mà ra ngoài nhỏ. Bởi vì thường thường quen trên mạng hay là qua bạn bè gì đó. Còn cái bạn muốn hẹn hò thấy coi thấy cũng vui, đăng ký thử. Nguyễn Nguyên. Mình nãy mình nói mình sinh năm bao nhiêu anh? 85. Rồi là mình lúc mình đi sang Mỹ là mình có nghĩa là mình đi từ mấy tuổi hay là mình sinh ở bên đó à? 18 tuổi. 18 tuổi. Nhưng mới thi tốt nghiệp xong đi liền. Ừ. Rồi, ok. Anh mong muốn một người bạn gái như thế nào? Anh chia sẻ về ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn nha. Thì mình nói chung là mình thích người miền Nam, không phải phân biệt gì hết mà đôi khi mình hợp với cái cách người miền Nam nhiều hơn, kiểu mà nhỏ lớn chơi ở Sài Gòn á, mình cũng tiếp xúc với nhiều người á, mình hy vọng người con gái là người miền Nam. Hai thì tuổi tác thì hy vọng, tại vì nếu mà quen lâu dài mình phải tiến tới hôn nhân á, thì mình hy vọng con gái sẽ qua Mỹ. Qua Mỹ thường thường nếu mà qua Mỹ mà tuổi bằng tuổi mình thì khó lắm. Thường thường mình cũng muốn gắng là hẹn hò mấy người mà khoảng trừ 32 tuổi trở xuống hay là 30 tuổi trở xuống thôi. Tại vì qua đây phải học tiếng Anh lại. Nếu mà có tiếng Anh rồi thì mình không có xe. Còn nếu mà không quan tâm nhiều á, nhưng mà không tiếng Anh mà không học lại thì rất là mệt. Mà mấy người mà lớn tuổi thì khó lắm. Mình chỉ hy vọng là khoảng trẻ trước, dưới 32-30 như 30 cũng được. Mặt người nhìn cũng được. Tất nhiên nếu mà có học vấn thì tốt, nhưng mà cũng phải có cầu tiến á. Ít nhất phải có công việc làm ổn định hay là nếu có bằng cấp thì tốt hơn, tại vì có khi nói chuyện dễ hơn. Rồi ok anh ngày trước là anh sang đó anh học lên đại học không? Không, mình tới bằng tiến sĩ rồi, dược. Bên dược thì, đúng không? Yeah. Rồi mình còn yêu cầu gì nữa không ạ? À? Điểm mình không thích ở bạn gái là gì á? Điểm không thích giống như là kiểu chị đua theo giống như là TikTok hay là mấy cái mà đua đòi, nghĩa là kiểu mà cái phone mới ra là phải có liền, hay là mấy cái không, mình ok nếu mà có gì cũng được, nhưng mà kiểu mà phải có, mà dù như lương 10 triệu mà đòi iPhone kiểu 15 triệu, mình ví dụ thôi chứ không phải iPhone không, mà phải có một cái thực tế đua một đòi chút. Đúng không, ý anh là đua đòi. Ừ đúng rồi. Còn lương 10 triệu nhưng mà đòi cái điện thoại 10 triệu là ok đúng không? Cái đó không biết. Nói chung là mình phải thực tế một chút thì vui vui cũng được, bạn bè vui. Không, con gái mà thì có khi cũng điệu đi hay gì cũng được, mình ok, nhưng mà kiểu mà phải có một cái gì thực tế một chút, chứ không có kiểu mà nói chung là mình cũng đủ, mình dư sức mình mấy cái rồi, cái gì dạ. Cũng được, nhưng mà mình cũng phải có một cái phải nghĩ về người ta cũng có một chút nào đó. Rồi bây giờ nếu mà anh hẹn hò thì ví dụ nước khác quốc gia thì anh sẽ hẹn hò như nào? Ví dụ mình không nói cô đó ở Việt Nam mà có thể ở bên Úc mà người Việt cũng được đúng không? Ví dụ vậy. Thật ra cái mối tình cuối mình ở Việt Nam đó là cũng là 3 năm hơn 4 năm. Tại vì lúc đó mình cũng hơi do dự xem cưới, thật ra xem cưới luôn á. Nhưng mà tại vì nếu mà năm 1-2 năm đầu đó, cưới là ta là ok liền rồi, nhưng mà tại vì mình cưới do dự á. 3 năm hơn, làm như tình cảm nó
phai dần á, nhưng mà thường thường là mình về một năm mình về 3-4 lần cũng được, một lần về chừng 7 đến 10 ngày thôi à, tại vì công việc á. À, nhưng mà cái cô đó là 3-4 năm quen 3 năm mà tại sao lại chia tay anh? Nghĩa là phía do dự là anh đúng không? Anh do dự. Không, hai bên luôn. Không, cái cô đó của Hàn Quốc, Việt Nam thì không có. Ủa vậy tại sao do dự là do dự gì? Cổ không muốn đi không. Hay là lý do gì á? Không, tại vì lúc đó giống như là lúc mà cổ cần mình giúp cái gì hay là cần có chuyện xảy ra mình không có bên cạnh á, rồi xong rồi cái đó thì mới đầu vô cũng hiểu, năm 1-2 năm đầu hiểu, mấy 3 năm sau giống như kiểu mà quen quen thân hơn rồi, kiểu mà tình cảm mà xa nhau nếu mà 2 năm đầu mà ví dụ lâu lâu về á còn thân thương nhau, còn năm qua năm thứ 3, 4 á giống như mà xa đã yêu xa rồi mà khó còn khó gặp rồi, kiểu mà không có mình, giống như mình học mình lỗi của mình, giống như kiểu không có cho người ta một cái gì chắc chắn á, nhưng mà lúc đó thì vậy hai thôi. Người cũng thì hai người cũng là chung một cái quyết định đó, nhưng mà cuối cùng mình cũng cảm giác như là mình lỗi của mình cũng thương hơn, mình cố gắng mình lại nhưng mà không được. Rồi cảm ơn anh. Mà hồi xưa mình ở Việt Nam là mình ở người gốc ở đâu ạ? À, quận 10. Ừ, là cả nhà mình đi qua đó luôn anh, ba mẹ đồ bên đó hết. Bên nội thôi, còn bên ngoại còn mấy người, còn bên ngoại thì tùm lum hết, Úc, anh Thụy Sĩ, còn bên nội Mỹ thôi. Ở Việt Nam là không còn ai? Còn bà ngoại với mấy gì, bởi vì đôi khi cũng về thăm bà ngoại. Ừ, vâng. Rồi ok, cảm ơn anh Nguyên nhiều nha. Ở đây thì tụi em cast vòng đầu tiên. Nếu mà anh được chọn thì bên chương trình sẽ thông tin lại cho anh, xong rồi hướng dẫn các thủ tục tiếp theo cho mình ha. Và chắc okay. Là cũng sẽ phù hợp với cái lịch của anh về, là anh nói tháng 3 anh mới về đúng không? Dạ, đúng rồi, đầu tháng 3 từ ngày 1 đến từ ngày 2 đến ngày 12. Còn không, nếu không được thì chắc hè. Dạ rồi, bên em sẽ coi cái lịch lúc đó có người phù hợp, rồi cái lịch phù hợp nữa thì bên em sẽ liên hệ cho anh nha. Rồi cảm ơn anh đã tham gia casting trong chương trình mình nha. Xong rồi đó. Ok. Rồi em chào anh. Bye bye. Cảm ơn. Em rồi em. Định gả cái bà Út cho ông này hay gì vậy chú? Không, gả cho chị em nhà mình đi. Trời ơi. Ôi già chị ơi. Con này. Ừ, thế mà nói nghe chị có một cái đứa ở bên Úc á, nhớ không? Nhớ không? Một đứa ở bên Úc rất là dạ em chào anh ạ. À. Chào em. Dạ, anh nghe rõ tín hiệu của chương trình không ạ? Em nghe rõ. Dạ rồi, chương trình cũng nghe rõ tiếng của mình rồi, giờ mình bắt đầu phỏng vấn anh nha. Dạ em okay. Mời anh chị, em mời hai chị biên tập phỏng vấn giúp em ạ. Rồi ok, mình để cố định camera đi. Quán và công việc của mình nha. Ok. Mình là Trần Hồng Quốc. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Năm nay mình 33 tuổi. Mình làm nhân viên văn phòng. Mình là Trần Hữu Quốc hả? Đúng rồi. Rồi là mình sinh năm bao nhiêu? 1991 chị. À rồi, 91. Hiện tại là mình đang làm công cho việc cụ thể. Chị hỏi là Quốc có từng casting chương trình chưa em? À dạ chưa chị. À rồi, ok. Mình làm Bình Dương là mình làm công việc gì? Nhân viên văn phòng chị. Ủa mà Quốc đang để cái điện thoại không cố định hay sao thấy nó rung dữ vậy? Dạ tại vì cái bàn của em nó hiện tại đang trong phòng họp riêng. Dạ, dạ. Cố gắng giữ cái điện thoại cho nó khỏi rung nè, đúng rồi. Ok chị. Nhân viên văn phòng là mình cụ thể mà là mình làm mảng nào? Em làm mảng thu mua. À, ok. Làm quê mình là ở Bình Dương hay sao? Dạ không, quê gốc em Bình Định mà nhà em thì ở Ninh Thuận. À nhà Ninh Thuận. Rồi ok, yeah. Bây giờ Quốc nói một xíu về những cái điểm mà tự tin nhất của mình á, những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào ha. Điểm mạnh thì em á thì nó sao ta? Tỉ mỉ. Em biết lắng nghe người khác, hòa nhã. Còn điểm yếu thì nhiều lắm. Rất hay nổi nóng. Nói chung là làm không với mình là em sẽ nổi nóng, với lại cứng nhắc với là cầu toàn trong công việc nữa. Cho nhìn anh hiền mà cũng nổi nóng nữa hả? Mỗi lần nóng lúc là mình làm gì? Nhìn thấy hiền khô dạ à? Không. Tại vì em nổi nóng trong công việc thôi, chứ còn mà ở ngoài thì ví dụ như là
ví dụ đặt trường hợp mối quan hệ xã hội thì ok mình nói chuyện mà không có hợp ý thì thôi mình sẽ không nói nữa. Rồi ok, mình có tật xấu gì không? Có nhậu nhẹt, hút thuốc lá này kia gì không? Em làm môi trường này chắc chắn là phải có rồi. Không tránh được. Là đi nhậu không nhiều không? Cũng tùy, thì giống như giai đoạn cuối năm này là nguyên cái lịch tuần này là em đi nhậu hết kinh này. Mít. Rồi đi nhậu kinh đúng mít rồi, luôn hả? Đúng rồi. Kinh mít. Chủ yếu là tiếp đối tác rồi thôi chị. Nhậu tiếp đối tác. Rồi trước giờ là Quốc đã trải qua mấy mối tình rồi? Nếu mà chính thức thì tầm 2 mối tình. Ok, vậy thì chia sẻ cho chị hai mối tình đó em quen bao lâu, sao mà lại chia tay ha? Đầu tiên là mối tình của học trò. Học trò thì quen cũng đâu tầm 1 năm á. Nhưng mà thời điểm đó giống như là hai đứa cảm thấy không hợp. Thì em cảm thấy không hợp thì thôi, nói chung mình chia tay êm đẹp nhưng mà vẫn là bạn. Thì vừa rồi em cũng mới đi đám cưới của bạn xong. Mối tình thứ hai thì cũng gần tiến tới là kết hôn. Rồi nói chung mỗi bên có một cái tôi cũng khá cao. Hai bên cự cãi. Rồi sau đó cũng chia tay. Cách đây em gần nhất thì cách đây chị ấy không được nguyên hết được 2-3 năm chị. Không bắt máy nha. Rồi sao mà mình lại chia tay cái mối đó? Cự cãi là cụ thể đỉnh điểm là mình cãi chị. Cãi thật ra em cũng không có rõ bên kia là bị cái gì, nhưng mà mỗi lần mà mình nói chuyện với nhau á là bắt đầu cảm thấy là đôi bên là giữ một cái tôi rất là cao. Rồi sau đó là em cũng tìm cách em giảng hòa, nhưng mà dần giảng hòa không được, nhiều lần quá thì cảm giác mình nó nản. Rồi em cũng hỏi lại lần nữa là cái mối quan hệ này sẽ như thế nào, sẽ tiếp tục hay như là mình kết thúc, thì bạn kia là trả lời kết thúc, thì em đồng ý với ý kiến đó thôi. Rồi từ đó giờ là cũng không quen ai luôn. Dạ không. Rồi bây giờ là Quốc mong muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào để phù hợp với mình? Em thì đơn giản lắm chị, nói chung nếu mà nói về bề ngoài thì chỉ cần dễ nhìn thôi, em quan trọng nhất là bên trong. Một người biết đối nhân xử thế, biết tôn trọng người khác, lắng nghe và yêu thương. Nhưng mà có cái này em nhắc trước là nhà em thì không có thích tiền tây. Nhà em không thích hay là bản thân em không thích luôn? Nói chung hết luôn đó chị. Làm bạn thì rất là ok, nhưng mà để đi xa hơn thì không được. Mà lý do vì sao không thích gái miền Tây? Đã thử mấy lần rồi chị. Gái miền Tây là sao, em thử em bị những cái trường hợp nào? Giống như là kiểu là những cái lúc mà em làm có điều kiện á thì ok, đến với nhau vui vẻ ăn uống này kia, nhưng mà lúc mà em những lúc mà khó khăn á thì họ ngoảnh mặt đi, thì dần dần nhiều nhiều lần như vậy thì cảm giác nó bị không còn tin tưởng nữa chị. Coi như là quen là vì tiền thôi đúng không? Hết đúng tiền rồi. Người ta rời đi. Rồi ok, bây giờ còn tuổi tác này kia các thứ thì như thế nào? Tuổi thì không quan trọng, nhưng mà đẹp nhất thì em thấy, ví dụ trong các mối quan hệ của em thấy là hai cái tuổi mà hợp nhất em là tuổi mèo và tuổi hợi. Ngày sinh năm mấy em? Hợi hình như là 95. Là hợp thôi đúng không? Theo em là hợp thôi đúng không? Chứ còn ví dụ như phù hợp về tính cách này kia các thứ thì ok thì đúng không? Chưa hẳn. Rồi ok, cảm ơn Quốc. Nói chung là hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà có người phù hợp á thì chương trình sẽ báo cho em biết nha. Và cái lịch ghi hình sớm nhất của mình là ngày 23 tháng 1 này nè. Hiện tại thì bên chương trình có rất là nhiều cô gái, nhưng mà sẽ chọn cho em một cái người phù hợp nhất nha. Thì cố gắng sắp xếp ghi hình ngày hôm đó nếu chương trình thông báo cho mình biết có người phù hợp ha. 23 này là không được rồi chị. Sao em cũng từ chối sẵn dạ. Tại cái lịch của em là từ 23 cho đến 30 là em đi công tác. Là không có giờ lịch công tác được hả hay sao? Dạ không chị, cái này lịch đã book trước 1 năm rồi, tụi em không, nói chung là đầu năm, đầu tháng 1 rồi tụi em đã book rồi. Coi như là 23 không được thì coi như là mình mất cơ hội để có vợ trong năm nay đó. Còn không nữa thì phải qua năm nha. Rồi dạ, cái gì okay, chương trình sẽ báo cho em cái lịch tiếp theo trong tháng 2. Thì cố gắng sắp xếp, chứ còn đi công tác đi làm thì lúc nào cũng đi hết trơn á. Quan trọng là có người phù hợp phải tìm vợ chứ.
Quên sắp thì xếp. Lúc đó mình có thể trao đổi qua Zalo, tin nhắn, gọi điện trước được. Không được em, cái này mình tham gia chương trình thì mình phải sắp xếp để mình lên ghi hình trực tiếp chứ không có nói chuyện trước. Ok. Rồi ok, cảm ơn Quốc nha. Có gì em đợi thông tin của chương trình.